quan trọng bên này, thành công bên này, cha bên này, khi được chụp sai bây giờ chụp sai thì đâu có chụp bên này, tôi là quan trọng ngoài, là king, mình sẽ xin được một cái điều mình không được chụp bên sai, Google Media, Unit, sa, chơi cái máy sim đó, mà kia nào cũng đang nói đang làm rồi, chơi cái máy wolf, mà chơi bây giờ này chơi bây giờ rồi, mà kia mong phải đi vào phải làm gì, Hawaii Channel.Sa, chơi cái máy nhuki, một giờ ở khi phải bắt số cho các trò chơi nó cũng phải đam một giờ. Ii bọn đi ở những địa bàn, cái gì được cái nhà chứ. Always cùng đi ở bên đất cái gì, always cùng đi mà nó có gì. Sa, khi em được gặp anh, khi mình nói chuyện có đi đi, cái nào cũng phải chơi thôi. Thì sao? Thì khi nghĩ là mình chuẩn bị bắt đầu quan bia, cái gì cũng vô tâm bao giờ đâu có đi phải. Chúng ta vẫn sẽ còn đang ở bên này.Katika jambo hilo unataka kulifanya, cha kwanza muombe Mungu. Cha pili, hilo jambo uweze kulifanya, lazima uamini. Imani ndio kitu cha kwanza. Kama uwezi kwa, kama hujaamini je kitu unaweza kufanya, uwezi kufanikisha. Sawa. Mimi naomba mweke kitu kimoja. Katika hili kundi lote na wote ambao tumeshirikiana na wengine ambao hawako kwa hapa. I believe wote tutafaulu. Amen. And I believe tunaweza kufanya mambo makubwa sana.Sawa, la msingi tu, weka mda wako vizuri, weka atiba wako vizuri, tukusoma tu, mkakapitia vizuri, mbana hivyo nivyo. Kitu cha tatu, jamani, kitu ambacho kinawangusha watu wengi sana. We have tried, and we have tried. Alikuwa anaongea, sawa, lakini circumstances zinatokea, lakini msipende kujipa sababu ya kujituliza ya mwenyewe wakati mwenyewe kabisa mafanya kosa. Discipline ni kitu cha wengi sana. Discipline. Sure.Unaposema mimi leo lazima nisome, fanya kwa kusoma. Hata kama ulikuwa na kazi umepewa umeweka usiku katika ratiba fani watu wameharibu ratiba yako, tenga muda wa ziada. Ili uweze kukamilisha nini? Ratiba. Hiyo ndio discipline yenyewe katika kukamilisha kitu. Uweze ukapata mafanikio kama utakuwa unajipa sababu za kujicomfort mwenyewe wakati unajua umefanya kwa Ina ndo maana nilikuwa nikichoka kwenye group discussion ukiuliza mbona hivi nasema sio ni sababu ya sioni sababu ya kuapa yani sioni faida ya kuapa sababu kwa sababu najua hata nikiapa sababu nitakuwa na tulizania lakini muone najua nimekosea kwa sababu sitaki kujidanganya nafsi yao leo tu jamani nilikuwa napenda kushare na nyie napenda kuaga wengine wa mkoa wengine ndio hivyo tunabakiza siku 21 kama kweli tutaishi 28 28 tu 28 hivyo mimi nasema kama ni kweli sina uhakika kwa hiyo jamani nashukuru sana kwa kuwafahamu na kushukuru zakaria na kushukuru Mungu